Hoan hỷ chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin phép chia sẻ lại cái hành trình công phu tu tập và sinh hoạt một ngày ở Am Cô Thanh Đồng sẽ như thế nào nhé. Mời các bạn theo dõi về cái hành trình đó và lịch một ngày tu tập ở Am Cô được sắp xếp theo một cái lịch trình nhất định và việc tu tập diễn ra ở đây rất là bài bản và chuyên nghiệp luôn mọi người ơi nên là các bạn đang băn khoăn và chăn trở về một cái không gian tu tập của mình thì nên xin phép cô thanh đồng được đến đây tu tập nhé các bạn à, lịch trình tu tập của mình được diễn ra như sau ở Am cô thời gian công phu buổi sáng bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng, nếu như vào những cái thời điểm mà gì có đông người đến để mà tham dự tu tập á thì sẽ bắt đầu vào lúc 4:30. À ở Am cô buổi sáng là sẽ đọc kinh dược sư và sau đó là gì là là sẽ tiếp tục vào thờ, là thời khóa là sẽ ngồi thiền. Thì lúc mà nếu như mà đọc kinh từ khoảng 4:30 á thì sẽ tới khoảng 5 giờ hơn là sẽ kết thúc khóa. À, đọc kinh và sau đó là sẽ cùng nhau ngồi thiền cô sẽ hướng dẫn ngồi ngồi thiền vào buổi sáng sau đó là gì gỡ khoảng đến năm giờ ba đến sáu giờ đó là thời gian công phu tự do có những bạn có những cái pháp môn tu tập riêng á, thì đây là cái khoảng thời gian là tu tập cho các bạn à khung giờ từ 6 giờ tới 7 giờ sáng là cái khung giờ chúng ta sẽ tập trung đi ăn sáng cũng như là có một số bạn có uh, đi chợ mua đồ ăn về nấu cũng như là cô cũng có nhờ đi mua đồ ăn về để chúng ta làm đồ ăn cơm trưa. Và tới thời điểm là 7 giờ đến 7h30 là thời điểm là các bạn mà có bị hàng ẩm cũng như là gì uh, cơ thể mà hơi bị ốm yếu á, thì cô cũng có khuyên các bạn đi uh, thiền dưới nắng sớm ngồi phơi nắng thì ở trước am cô là gì nó có một cái khoảng trống là gì cây cối á, mọc thấp á, nên là có ánh nắng chiếu vào thì trước đây á, là thì ở chỗ này á, là gì là được rất là nhiều bạn ngồi phơi nắng nhưng mà sau đó thì cái chỗ này nó nó biến thành cái đường đi đi lại thì mình đã chuyển cái vị trí phơi nắng ở phía sau ở phía sau không gian thờ ở am cô nhưng mà thì sau đó lại ở phía sau lại, lại chuyển thành một cái nơi là gì cái không gian ngủ thì mình lại chuyển một lần nữa về một cái nơi mới đó là ở phía sau bờ hồ sen À, có khi thì mình về ở ngay chăng chỗ, chỗ hồ thủy tạ để mà mình ngồi thiền và vừa phơi và nắng sáng sau khi phơi nắng sáng xong thì mình hay có thói quen là mình tập thể dục ngay tại hồ thủy tạ thì ở đây thì mình vừa tập thể dục cũng như là ngồi hít thở không khí trong lành thì bản thân mình thì mình ở ngay chăng chỗ cái cái vùng là gì là có ngay chăng cái đường lộ có nhiều xe cộ qua lại thì buổi sáng tập thể dục thì dễ hít khói bụi cũng như là gì cái tiếng ồn nhiều quá. Thì nên nhưng, nhưng mà cũng rất là may mắn là khi ở Amco á thì là gì nó xa ở cái mặt tiền lộ nên là gì không gian ở đây rất là yên tĩnh luôn. Buổi sáng ngồi thiền ở đây á là gì là cực kỳ tuyệt vời luôn. Mọi người ơi là vừa nghe tiếng chim hót rồi nghe cái cái sự mà uh, nghe những cái, nghe tại vì ngay tại bờ hồ nên là nghe tiếng cá mà vẫy đuôi luôn. Và không khí ở nơi này rất là mát mẻ và trong lành luôn Rất là thuận tiện cho chúng ta Có ai mà gì muốn có nhu cầu tập dưỡng sinh ở đây là rất là tốt luôn quý vị ơi Tại vì là không khí buổi sáng là gì ở đây là gì là không có không có cái việc mà gì khói bụi cũng như là gì xe cộ hoạt động xung quanh cũng như là gì ở đây là gì chỉ có cây cối và gì quang cảnh chim cỏ hoa lá thôi nên là mọi thứ là rất là trong xanh và mát mẻ luôn đặc biệt là có những buổi sáng mình thức dậy là gì sương sớm á uh, gớt xuống á là mình cảm thấy được cái sự mà trong lành và những cái bạn nào mà ở khu vực thành phố đặc biệt như là thành phố Hồ Chí Minh nè, mình đã chán với cái cảnh mà về về khói bụi xe cộ ồn ào náo nhiệt á. Thì khi mà về ở Am cô tu tập á, mình à, tìm cái không gian mà mình ngồi thiền ấy nghe tại hồ Hỷ Tạ cũng như là ở phía sau bờ hồ sen á là quý chị thật sự là gì tìm về một cái cảnh giới an yên và tự tại luôn, rất là tĩnh lặng luôn dừa ngắm quang cảnh xung quanh có bờ hồ có 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 là gì cây cối rất là mát mẻ cũng như là gì bông hoa của cô chồng rồi cây cối vườn hoa là dường như là giống như là gì giống như người ta nói là gì à, là về quê trồng gao nuôi cá gì đó đúng với cái cảnh diễn cảnh đó luôn á mọi người và sau đó là gì mọi người ở am là thường hay dọn dẹp ở chánh điện để chuẩn bị tới thời điểm là cúng cơm thì uh, quét dọn lau dọn bằng thờ cũng như là gút bớt chân nhang trên bằng thờ và châm dầu lưu ly để cho đèn uh, đèn dầu luôn uh, được sáng liên tục và thông thường uh, trong cái thời gian mà dọn dẹp bằng thờ cũng như là quét dọn ở cái chánh điện uh, thì uh, mình có hay mở cái lo mà gì uh, niệm hồng danh của quan thế âm bồ tát cũng như là niệm uh, danh hiệu a di đà phật cũng như là giống như là thời điểm đó là cái tâm của mình là mình đưa vào dạng như là trong cái chánh niệm là mình chỉ chú tâm và tập trung vào những cái gì mình đang làm và mình có cơ hội là mình nghe được uh, hồng danh của các ngài và liên tục mình trì thầm trong bụng theo cái tiếng nhạc của của cái cái lo mà cô có ghi ghi âm lại á, thì rất là tuyệt vời luôn mọi người ơi và sau đó là sẽ thay nước để uh, chuẩn bị uh, cúng cơm, dâng cơm lên bàn thờ, dâng lên uh, bàn uh, bàn thờ tổ, bàn thờ cử quyền cũng như là bàn thờ ông địa cũng như là bàn thờ di đà thiên tôn và bạch hổ thần tướng và bàn thờ quan thế âm bồ tát và một trong những điều mà mình thích nhất ở am là gì là cái khoảnh khắc mà mình đốt đèn á, đốt nến á. thì trước đây á, cái thời là cô chưa có sử dụng mà đèn dầu lưu ly á, thì ở am cô là chỉ đốt nến thôi là tất cả những cái thời khóa đều đều là đốt nến hết là sáng công phu cũng đốt nến tới buổi trưa là tới uh, uh, cúng cơm cũng đốt nến và là công phu trưa lúc một giờ cũng đốt nến và buổi tối công phu tối dẫn đốt nến nhá, cái cái lúc mà mình đốt nến á, là cái lúc mà mình cảm thấy như là là cái sự ấm áp cũng như là gì cuộc đời của mình nó được thắp sáng lên cũng như là nhờ vào những cái ánh đèn mình thắp lên như thế này mình tưởng tượng như là gì các chư vị và các ngài đang sôi đường dẫn lối của 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 mình đi vào cái trong con đường đạo và việc đốt nến à, sau này á, là chỉ dành cho những buổi công phu quan trọng thôi và thay vào đó là cô sẽ duy trì đèn dầu lưu ly được thắp sáng lên mỗi ngày đèn của cô mua về rất là đẹp luôn quý vị ơi nhìn rất là sang trọng sau đó là mọi người sẽ bới cơm lên dâng lên cúng trên bàn thờ tổ cũng như là bàn thờ của quyền bàn thờ vi đà thiên tôn bạch hổ thần tướng quan thêm bồ tát và bàn thờ địa thổ chi thần và đúng 9 giờ là mọi người sẽ tập trung vào để cúng cơm là có những lúc mà cô không có ở am á, thì à, mọi người ở am thay hai à, vị trí cô và đọc bài cúng à, cơm và bài cúng cơm à, dâng lên tổ cũng như cũng như là dâng lên của quyền thất tổ cũng được cô chia sẻ lên trên à, và vấn đáp tâm linh mọi người lên à, xem và tham khảo cũng như là à, xin cái bài khấn của cô về để có một cái bài khấn à, cúng cơm à, dâng lên tổ dâng lên của quyền một cách bài bản nhé và sau khi kết thúc cái thời gian mà cúng cơm xong á Thì là mọi người sẽ tập trung ra phía sau bếp để cùng nhau nấu ăn Thì mình thấy là đây là một cái khoảnh khắc cũng cực kỳ là vui luôn mọi người ơi vì mình có một cái cơ hội là gì? Là mình ngồi gần gũi với nhau, mình chia sẻ về những cái nỗi niềm về phần căng cũng như nỗi niềm về con về cái con đường tu tập là khó có thể giải bài được với với ai thì đây là cái cơ hội là trong cái lúc thời gian mà sơ chế cũng như là chế biến món ăn ấy, là mọi người trao cho nhau những nụ cười cũng như là những câu chuyện cũng như là những những cái giải bài và nỗi tâm sự trong cuộc sống và cũng như là chia sẻ về cái sự hiểu biết uh, về trong con đường tu tập và đây cũng là một cái thời điểm cũng được gần gũi với cô luôn được uh, trao đổi và được hỏi trực tiếp với cô thì cô cũng đồng hành cùng với những người uh, đến am tu tập uh, cùng nhau để mà làm món ăn thì những ai mà có những cái thắc mắc khó nói về uh, vấn đề về tâm linh cũng như là vấn đề về phần căn cũng như là vấn đề gì trong cuộc sống thì đây là cái cơ hội được gần gũi cô và được hỏi trực tiếp luôn và đây là cái khoảnh khắc mà cười nói vui vẻ trong cái quá trình tu tập ở am cô là rất là sôi nổi luôn và những ai mà có tài lẻ về nấu ăn á, thì cũng có cơ hội đến đây à, à, thờ chia sẻ cái tài nấu ăn của mình thì ở amco á, là tất cả hoàn toàn là điều ăn chay ha, nhé mọi người nên là những ai mà đàn, đang thuần chay á, thì khi mà đến đây á, là cũng có cơ hội được thưởng thức những uh, văn hóa ẩm thực nhiều vùng miền còn những bạn mà chưa có quen về ăn chay á, thì cũng là cái cơ hội mình bắt đầu mình tập ăn chay cùng với mọi người luôn và sau đó là mọi người sẽ quay quần cùng nhau uh, uh, ăn cơm và cũng thỉnh cơm trên bàn thờ xuống thì thì uh, có lúc uh, thì uh, ngồi ăn uh, thì cô cũng dặn uh, là không nên nói chuyện với nhau để mà mình được ăn trong chánh niệm và cũng như là gì là không có phải để bị không khí nó đi vào phổi trong cái lúc mà mình ăn tại vì lúc mà mình ăn mình nói chuyện, mình cười mình nói là cái không khí nó dễ đi vào phổi lắm nó sẽ tổn hao về cái cái phổi của mình. Thì cô cũng giải thích như, như vậy. Và sau đó mọi người sẽ kéo nhau nghỉ ngơi và sau đó là sẽ bắt đầu vào thời điểm là công phu buổi trưa vào lúc 1 giờ. Và thông thường thì chị chú công phu buổi trưa thì là chị 21 biến chú đại bi Thì có khi là cô có chen thêm là chị chú dược sư, chú giảng sanh và tiêu tai kiết thường thằng chú Cũng rất là đa dạng luôn mọi người và đó cũng là cái cơ hội để cho chúng ta biết thêm nhiều về về kiến thức về Phật pháp giống như bản thân mình đó thì trước đây mình không có biết trì chú thì thông qua cái những lần mà trì chú công phu chưa là mình có cơ hội được tiếp xúc với nhiều loại chú trong kinh điển Phật giáo và sau khi kết thúc khóa trì chú công phu buổi trưa kéo dài từ 1 giờ cho đến 1 giờ 30 thì khoảng thời gian từ 1 giờ 30 cho đến 3 giờ là cái giờ tự do của chúng ta mọi người ở sinh hoạt ở am mọi người có thể điện thoại gọi cho gia đình hay là ngủ trưa nhưng mà hầu như á là cái thời điểm này á là cô sẽ bật vấn đáp tâm linh lên thì là mình có cơ hội mình ngồi nghe trực tiếp cô vấn đáp cho đại chúng cũng như là cô xem bói hữu duyên có có những bạn á là gì khi mà đến đây vào cái thời điểm mà gì này thì được cô là gì xem trực tiếp luôn là rất là tuyệt vời luôn đó mọi người nói chung là vì ai cũng rất là hứng thú là gì là chị muốn được cô là gì là xem bói bài bởi vì là xem bói bài là gì nó nó sẽ đa dạng hơn và sau đó là tới tầm khoảng 3 giờ là bắt đầu cúng cơm buổi chiều thì là lúc này thì cũng như là buổi sáng là là cũng thay nước và dâng cơm lên và sau đó thì mọi người đọc bài cúng cơm cùng với cô và sau khi kết thúc thời gian thì thông thường á, có có những lúc á, là cúng cơm đọc bài cúng văn cúng xong á, thì cô có dì chú uh, giảng sanh thêm và niệm ngồi xuống niệm phật và sau đó là tầm khoảng ba, từ lúc ba giờ ba trở đi cho tới thời điểm chiều á, là là mình sẽ bắt đầu cùng nhau vào bếp mình ha mình hâm lại đồ ăn cũng như là chế biến thêm món ăn và dạ, ăn buổi chiều và và kéo dài cho đến 5 giờ thì mọi người mới cùng nhau đi tắm để chuẩn bị vào thời khóa tụng kinh vào lúc 6 giờ 30 chiều và cái công tác bắt đầu vào cái buổi đọc kinh buổi chiều á nó trước đó cũng có một sự chuẩn bị cũng khá là nhiều thứ nhất là có lên đèn và sau đó là có đốt nhang trầm nên là trong nhóm thì cũng chia ra mọi người mỗi người một một việc để À, tranh thủ và vào thời kinh buổi chiều Là ở am cô á, Thì buổi chiều sẽ đọc kinh địa tạng Và thông thường là sẽ đọc một quyển Và trong một quyển á, Nó sẽ gồm có khoảng 3 đến 4 phẩm Và sau khi trì uh, kinh địa tạng xong á, Thì cô sẽ cùng với tất cả mọi người Là có đi uh, kinh hành Có nghĩa là mình vừa đi Mình vừa niệm Phật và kết thúc cái thời điểm là đọc kinh buổi tối thì cỡ cỡ khoảng 7 giờ 30 thì từ không gian 7 giờ 30 cho đến 10 giờ là không gian ngồi đàm đạo với nhau thì có khi thì cô bật vắng đáp tâm linh lên thì cũng như là vừa trao đổi với cô vừa học tập với cô vậy thì cô cũng chia sẻ luôn cho với đại chúng cũng như là thời gian này là cỡ khoảng 2 tiếng rưỡi là thời gian mà ngồi nghe cô chia sẻ pháp để đến thời điểm là gì 10 giờ là sẽ bắt đầu tập trung lại vào trong chánh điện là sẽ được cô hướng dẫn tiếp tục là ngồi thiền vào ban đêm là vào khoảng lúc 10 giờ thì ngồi thiền khoảng từ hai mươi cho đến ba mươi phút thì sau đó là thì đã kết thúc một ngày tu tập tại am cô thanh đồng và một trong những cái điều mà mình thích thú á khi mà tu tập ở am cô á, là gì là mình được đọc kinh và trì chú lớn tiếng tại vì mình ở nhà khi mà ở nhà thì do là nhà mình sát với hàng xóm á, nên là mỗi lần mình đọc kinh và trì chú á, nó rất là nhỏ mà mọi người biết á, là khi mình đọc nhỏ thì nó khó có thể tập trung lắm theo bản thân mình nghĩ như vậy thì khi khi mà ở am cô là được đọc lớn đọc to thì khi như vậy thì sẽ tập trung hơn cộng với là gì không gian xung quanh cũng cực kỳ yên tĩnh luôn là rất là dễ tập trung vào trong cái quá trình mình công phu tu tập nó được thành tựu vào viên Mảng. và khi mà đến với Am cô là mình có cơ hội mình được tiếp xúc rất là nhiều các phát môn cũng như được nghe cô giảng về pháp và cũng như là trong những cái kinh điển phật giáo và mình cũng có cơ hội được hỏi trực tiếp những cái thắc mắc mà bấy lâu nay mình không biết hỏi ai và hy vọng rằng với những cái gì mà Minh Đường chia sẻ vừa rồi á là sẽ uh, giúp cho các bạn hiểu hơn về cái uh, cái sự tu tập ở Am Cô Thanh Động như thế nào và đồng thời nó cũng là một cái động lực để các bạn uh, nhanh chóng thu xếp thời gian và công việc để xin phép cô để được đến tham gia tu tập tại Am Cô Thanh Đồng để cho con đường tu tập của của chúng ta ngày càng được thanh thông và phát triển được tinh tấn hơn nhé và xin chính chúc các bạn uh, luôn dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều thiện duyên trong quá trình tu tập và mình xin cảm ơn các bạn đã dành một thời gian khá là dài để nghe được cái video chia sẻ của mình và mình xin cảm ơn